Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series đuổi bắt. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu với em chúng tôi là thực hiện thử thách đuổi bắt bằng xe đạp. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm trận chiến đuổi bắt bằng xe đạp nha các bạn nhá. Thì mỗi người sẽ có 4 phút để đuổi. Ai mà có thời gian ngắn nhất và bắt được nhiều nhất thì người đó sẽ là người giành chiến thắng nhá. Và ngày hôm nay thì sẽ có 5 người chơi: em Tới Tô Tè, Phương Hữu Thôn, Phương Hữu Phòng, Hiếu Tô Tè và em Tâm. Đấy. Ngày xưa tôi học xe đạp thì cũng mấy lần chui xuống ngoài, thì bây giờ có kinh nghiệm rồi các bạn. Là xe đạp đuổi bắt người thì là sở trường của tôi nha các bạn nhé. Hôm nay tôi túm hết mấy thằng này luôn các bạn. Ngày xưa cái thời học sinh tôi đi xe đạp, tôi có một kỷ niệm là thằng Hưng Hữu Hào ấy, nó đi xe đạp mà nó gãy đôi cái xe ra, long ra ấy các bạn ơi. Nhưng mà từ thời đấy là tôi không thấy còn thằng Hưng đi xe nữa, nhưng mà tôi chở thằng Hưng băng băng trên con đường bao nhiêu năm thì thật chứ tôi sức khỏe có thừa. Hôm nay tôi sẽ vô địch nhá. Ngày hôm nay thì đuổi bắt bằng xe đạp thì các bạn ấy, xe đạp thì là một lợi thế của tôi rồi. Tôi thì suốt ngày tập thể dục bằng xe đạp, cho nên là ngày hôm nay tôi chiến thắng kèo này chắc các bạn. Các bạn ơi, lâu lắm rồi chơi mới chơi xe đạp các bạn. Trước cái thời chúng tôi đi học xe đạp chúng toàn cân 4 cân 5. Nhớ cái thời đấy vui thật các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chiến thắng cái kèo này nhá. Của tôi đã có rất nhiều lần phi vụ, gọi là đi xin vải, xin nhãn cho người ta, nhưng mà toàn phải chạy thôi các bạn, nên là cái kinh nghiệm của tôi. Và người đầu tiên đi bắt sẽ là em Hiếu nhá. Em Hiếu thì phải sẽ đi cái xe nhỏ nhất để đi bắt mọi người. Ok. Thì Hiếu sẽ có 4 phút để đi đuổi nhá Hiếu ơi. Mày có tự tin là bắt được mấy thằng kia? Em nếu mà để mà 4 thằng còn lại em không tự tin bắt hết được, nhưng mà chắc chắn phải bắt được 2 thằng trở lên. Thôi. Các bạn ơi, Hiếu ruồi đầu óc kém thông minh thì biết cách đuổi bắt kiểu gì hả? Anh Hiếu thì đi vào đúng cái xe nó không có phanh ấy các bạn ơi, thì chắc không dám đuổi anh em nhanh đâu các bạn ơi, thì khả năng không bắt được ai. Tới thì khác gì con lợn đâu mà đuổi được ai. Thời gian của Hiếu này, mày sẵn sàng chưa? Rồi. Thời gian của Hiếu 4 phút bắt đầu. Thì Hiếu là đi cái xe nhỏ này thì cũng hơi mất lợi thế một tí như vậy nhá. Nhưng mà tất cả các người đuổi ô kìa em ơi. Rồi bắt đây. Như vậy trong vòng 10 giây thì Hiếu đã bắt được luôn một người nhá. Rồi các bạn ơi, tiếp theo là Hiếu là sẽ bắt ai đây các bạn ơi? Thì là cái xe nhỏ này xe nhỏ này thì nó sẽ đi chậm hơn tất cả các cái xe to kìa. Rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là trong vòng 20 giây Hiếu đã bắt được hai người. Hiếu chân kìa, chân bị kìa. Ôi, đéo nào chạy được kìa. Cố lên, cố lên. Phanh này cái mà đéo nào. Tiếp theo là Hiếu sẽ đi đâu đây? À, đi bắt côn các bạn ơi. Đây là côn là chơi chiến thuật là trèo lên tường này các bạn nhá. Tôi nghĩ là cố lên, cố lên. Hiếu chơi chiến thuật là rất trẻ. Chưa em ơi. Hả? Chưa chắc em ơi. Chưa thôi, chưa gian hết nhỉ. Hiếu ơi, cố lên em ơi. Côn là chơi chiến thuật là cứ vòng quanh ở cái vị trí này thôi. Còn em Tâm thì là không biết là bây giờ đang lấp ở đâu các bạn ơi. Cố lên Hiếu ơi. Thời gian của Hiếu là hết 2 phút 43 giây rồi các bạn ơi. Cố lên. Tôi nghĩ như này thì Hiếu không bắt được côn các bạn. Anh Hiếu đuổi Tâm đi anh ạ. Rất là khó bắt nha các bạn nhá. Các bạn ở cái vị trí này nó có cái đường lên xuống ấy. Không thể nào đi được các bạn. Cố lên. Hiếu ơi, anh nghĩ là mày sẽ nghĩ về chiến thuật khác thì thời gian là còn 1 phút nữa. Tọa này như này, cô cứ đi này thì Hiếu không bắt được ạ. Rồi. Lần này thì tôi nghĩ là không chạy rồi. Vẫn chưa bắt được ạ. Thôi. Vẫn chưa bắt được ạ. Rồi các bạn ơi. Như vậy là cũng hết giờ luôn các bạn nhá. Sao thế? Hiếu ơi, em phải đuổi cũng nhanh đấy Hiếu. Bắt sống ngay mà anh cô lừa tí. Đoạn này nó trơn mà các bạn ơi. Rồi. Có. Các bạn ơi, như vậy là thời gian 4 phút thì Hiếu đã bắt được 3 người nhá. Cũng một thời gian cũng rất là kỷ lục. Còn mỗi Tâm đâu em trốn đâu ấy? Nhà vệ sinh. Vòng quanh mà. À, chắc chạy vùng quanh nhà vệ sinh. Đấy, thì là Côn thì là Phòng đã bị xích rồi Hiếu ơi.
Mày nghĩ thế nào về mấy thằng tổ tài kia? Thằng tổ tài nhất thằng phòng với thằng tới lợn thôi. Hai thằng đấy không thằng tính tiền các bạn. Hai thằng đấy biết chạy đâu, dốt lắm các bạn ạ. Chạy được 20 giây tôi bắt được 20 thằng lùa chứ. Rồi, hai thằng này không có năng khiếu, đầu óc chậm phát triển. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với người khác nhá. Ai sẽ là người bắt tiếp theo nhỉ? Em nhá. Rồi, sẽ Tâm sẽ là người bắt tiếp theo nhá. Và người chơi tiếp theo sẽ là em Tâm các bạn nhá. Thì bây giờ Tâm sẽ có 4 phút. Em ơi, 4 phút liệu em có bắt được ai không? 3 phút bắt 4 người. Anh sợ mày không bắt được ai thật. Bắt được anh ơi. Mấy thằng kia nó mạnh hơn mày thật. Rồi. Các bạn ơi, Tâm thì sức khỏe yếu người các gì, thằng nghiện đâu mà chạy đuổi anh sao được. Các bạn ơi, Tâm thì đúng đệ của anh Ngoạt, chỉ bốc phét thôi. Thì bắt được ai, bốc phét là giỏi thôi chứ còn các trò chơi không giỏi. Tâm không bắt được ai các bạn. Này nói về đấy, thằng Tâm thì nói thật sự các bạn đi. Tại đây người gầy là người gầy làm gì có sức khỏe mà đạp được cái xe đạp mà đi đuổi người khác được. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi thì bây giờ là mỗi người đã vào một góc rồi nhá. Và thời gian 4 phút của Tâm bắt đầu. Cố lên Tâm ơi. Các bạn ơi, Tâm thì thể lực yếu nhất, tôi nghĩ là không bắt được ai các bạn. Rồi các bạn ơi, phòng ở trong vòng đúng vòng 10 giây các bạn ơi. Phòng ơi, mày không có tí năng khiếu đâu. Không biết đi xe đạp rồi. Phòng ơi các bạn ơi. Tiếp tục xem Tâm bắt ai nhé các bạn nhá. Tôi nghĩ là Tâm khả năng không bắt được ai các bạn. Chắc phải bắt được mỗi phòng thôi. Rồi Côn thì là vẫn chơi chiến thuật ở vòng quanh nhé các bạn nhá. Rồi tăng tốc rồi kìa. Cũng rất là nhanh các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, Caramel không thể nào mà chạy theo kịp được mấy thằng này các bạn ơi. Nó phóng nhanh lắm. Rồi các bạn ơi, thì là chúng tôi chơi vòng quanh cái nhà văn hóa này các bạn nhá. Vẫn chưa bắt được. Đúng anh được rồi. Rồi các bạn ơi, ở đây được một cái khe rất là khó. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi các bạn ơi, bây giờ Tâm đang săn côn của các bạn thôi. Vào đây thì không thể nào mà bắt được rồi. Vẫn chưa bắt được tới các bạn ơi. Tâm ơi cố gắng lên em. Rất là khó bắt các bạn ơi. Để xem nào, Tâm bây giờ sẽ bắt ai các bạn nhá. Các bạn ơi, thời gian là đã trôi hết 2 phút rồi. 2 phút mới chỉ bắt được một mình phòng các bạn ơi. Rồi chết tới rồi. Rồi vào cái đoạn này thì tới em không chạy rồi. Rồi các bạn ơi, thời gian là trôi hết 2 phút rưỡi đã bắt được 2 người. Tâm thì thật sự cũng rất là nhanh các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Bây giờ là còn Hiếu cơ. Hiếu và Côn. Rồi các bạn ơi, Côn bây giờ phi ở ra vườn rồi. Cố lên Tâm ơi. Thời gian là đã trôi hết 3 phút rồi. Bắt con đến tới à? Bắt còn 1 phút nữa các bạn ơi. Tôi nghĩ là sẽ không bắt được Côn đâu. Bây giờ em đổi chiến thuật đi. Đi bắt thằng Hiếu đi Tâm ơi. Côn như thế kia này làm sao từ đây có ai bắt được Côn đâu. Rồi. Hiếu cũng nó rất là nhanh các bạn. Hiếu còn bảo là thể lực nó tốt. Cố lên luôn này. Cố lên, cố lên, cố lên. Thời gian là còn 30 giây nữa Tâm ơi. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Vẫn chưa bắt được, vẫn chưa bắt được các bạn ơi. Tâm như thế này thì em khả năng là khó hơn được hai thằng này lắm các bạn ạ. Thì đây là một cái thử thách cũng rất là hay nhá. Nếu bạn nào mới yêu cầu anh em chúng tôi chơi ở map gì. Vẫn chưa bắt được các bạn ơi. Tâm bây giờ là chán rồi, giờ dùng tay bắt đầu đuổi rồi. Vẫn chưa bắt được các bạn nhá. Cố lên Tâm ơi. Chán đi rồi, chán đi rồi được. Bây giờ là Tâm chuyển sang chế độ là rong rồi. Không thèm đạp rồi. Rồi các bạn ơi. Như vậy là hết giờ thì bắt được Hiếu nhá. Nhanh đi Tâm ơi. Nhưng mà anh thấy mày bắt nhìn khổ thân đấy hả? Xe đạp này nó thấp, đạp nó cũng khó các bạn ạ, phải chuyển sang rong luôn. Các bạn ơi, như vậy là trong vòng thời gian là 4 phút thì em Tâm cũng bắt được 3 người. Các bạn ạ, Tâm thì cũng mạnh phết đấy các bạn ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến lượt của Tới như vậy nữa. Thì bây giờ là mọi người hãy đi tìm cho mình một vị trí trốn thích hợp đi, đi đi. Mày có tự tin gì khi chơi mấy thằng kia không? Anh ơi, em tự tin thì khả năng em bắt được hết anh ạ. Ok nhá, thì bây giờ Tới sẽ có 4 phút để đi bắt mọi người nhá, sẵn sàng chưa?
sẵn sàng. Thời gian của tới bắt đầu. Tôi chơi chiến thuật nhá, phòng nó vòng ra đằng sau đi lối kia rồi. Tôi bây giờ vòng nó ngược lại, tôi phải chặn đầu, tôi bắt nó trước các bạn ơi. Rồi thì là tới bắt đầu đi bắt đấy các bạn nhá. Giờ ghép phòng hay sao các bạn ơi? Giờ đi bắt phòng trước à? Bắt phòng trước. Thì là tất cả các người chơi là chỉ được đi cái xe nhỏ này để đi bắt thôi các bạn nhá. Thì không biết là có bắt được hay không. Chưa lấy vòng về đây này. À các bạn ơi, chiến thuật của tới là đi cũng tới phóng nhanh ghê nhỉ. Lại chỉ khổ thằng caramel là tôi đấy bạn ơi. Từ đây tôi chạy cũng rất là mệt rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Vẫn chưa bắt được các bạn nhá. Rồi. Hiếu rất là nhanh bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi nghĩ là tới trong một thời gian rồi 4 phút tôi nghĩ không bắt được ai Hiếu tới ạ. Anh nghĩ là như thế rồi. Chuyển sang mục tiêu là tâm ấy các bạn nhá. Cố lên tới ơi. Thời gian thì đã trôi hết 1 phút rưỡi rồi. Vẫn chưa bắt được Hiếu các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Đây là xem ông nào mà tay lái lụa các bạn ơi. Ở trên đường thì chúng tôi đã để rất là nhiều vật cản đấy các bạn nhá. Chết tông rồi, chết tông ngoài không? Tông lách rất là tốt, em ơi. Cố lên. Rồi các bạn ơi. Như vậy là bắt đầu em tông đầu tiên nhá. Cố lên. Mệt phết các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục vào xem tới nhá. Chuyển mục tiêu là ai các bạn nhá. Giờ chuyển sang bắt phòng à. Các bạn ơi, như vậy là thời gian là đã trôi hết 2 phút 18 giây rồi. Cố lên, cố lên. Giờ toàn thấy bắt đầu rồi, chạy ngược, chạy ngược, chạy ngược, chạy ngược. Rồi các bạn ơi. Đã bắt được 2 người các bạn ơi. Tốt, tốt, tốt. Chạy được. Tới con rất là nhanh các bạn nhá. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, chuyển sang mục tiêu là bắt ra. Bắt Hiếu à. Cố lên, cố lên. Ok, nhanh, nhanh, nhanh. Các bạn ơi. Rồi, chết côn rồi. Vẫn chưa chạm được côn các bạn ơi. Quả lách cũng rất là khéo bạn ơi. Côn lách khéo đấy. Tới phải tù tè thấy không? Không, quả đấy nó gần tường thì em sợ anh côn ấy ngã. Cố lên, cố lên. Rồi. Các bạn ơi, côn thì vẫn là chơi chiến thuật là vòng quanh cái đường hành lang này nhá các bạn nhá. Rất là thẳng. Rồi, tới cố lên đi ơi. Mệt hết. Còn 45 giây nữa, cố lên. Thì là mỗi người chỉ có 4 phút để đi bắt thôi. Đấy. Tới thì cũng rất là mệt đấy các bạn nhá. Rồi, cố lên, cố lên. À, vít đoạn này. Đoạn kia nó có cái đoạn ngoặt kia nó không đi được. Đây các bạn ơi, ở chỗ này là có cái khe này thì rất là lợi thế. Ông là chạy tốt thì vẫn là đi được vào đây các bạn ạ. Mệt quá. Ôi. Các bạn ơi, như vậy là 4 phút của em tới đã hết nhá. Mấy cái đơn chưa? Các bạn ơi, tôi với anh Côn cái gì cái nó khác biệt lắm mẹ các bạn. Thật. Lại lại. Rồi, như vậy là thời gian của tới đã hết. Các bạn ơi. Tôi và anh Côn có cái gì đấy khác biệt lắm thật, tôi nói thật luôn. Như vậy là thời gian trôi hết 4 phút thì tới cũng bắt được 2 người à? 2 người. Em mới 2 người, thế đấy em mạnh đấy thật. Mạnh thật. Mày gần gì nữa. Rồi, các bạn ơi, như vậy là trong thời gian nó 4 phút thì tới cũng bắt được 2 người. Nhưng mà không thể nào bắt được Côn và Hiếu các bạn. Hai ông này là Côn... vẫn, tôi nghĩ là vẫn mạnh thật. Nhanh, anh Côn và anh Hiếu nhanh thật các bạn ấy. Tôi thì căn bản là cái dép này của tôi nó hết ma sát. Mình sợ lúc xoay hả cái là mình không chống chân kịp ấy. Căn bản là hôm nay là trời mưa gió ấy bạn ơi. Thì là chơi cái trò này nó cũng hơi ghê một tí. Ông nào phóng nhanh mà không lượn kịp là sẽ ngã thôi. Thôi, giờ chúng ta sẽ đến người tiếp theo đi bắt nhá. Là Phương Hữu Côn đi bắt nhá các bạn nhá. Ở các bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến người đi đuổi tiếp theo. Đó là Phương Hữu Côn nhá. Từ vừa lấy có ai bắt hết được 4 người không? Chưa, từ đây là toàn hai ông có bắt được 3 người thôi. Đấy, thì bây giờ trong vòng 10 phút thì bắt được hết. 3 phút bắt hết. 3 phút thế là vô địch luôn đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, anh Côn có vẻ là người nhanh nhất ấy. Tôi khả năng là tôi chỉ có lừa anh Côn được một tí thôi. Anh Côn nửa lại tôi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để anh Côn bắt tôi lâu nhất nha các bạn nhé.
Anh Côn thì khỏe thật đấy, nhưng mà chân ngắn thật, như tôi chân dài tôi sẽ chạy. Và thời gian 4 phút của Côn bắt đầu. Xem mà Côn trong vòng 4 phút có bắt được ai không nhé các bạn nhé. Còn khả năng Hiếu bảo mà gọi đây. Côn đã xác định mục tiêu là bắt được Hiếu trước vậy nhá. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Anh quẩy đi. Đây gọi đây. Anh quẩy đi. Hiếu lượn rất là tốt gọi đây. À gọi đây, Tâm thì lấp ở trên này rồi. Gọi đây, Côn thì bỏ qua Tâm rồi. Không dám bắt. Gọi đây, tôi caramel thì không thể nào theo được mấy ông này các bạn. Các bạn đánh nhanh quá các bạn. Ai chỉ có quẩy em một lâu. Ồ chết tớ rồi các bạn ơi. Coi là thời gian giờ mới chơi hết gần 1 phút nhá. Cũng rất là lợi thế cho Côn. Vẫn chưa bắt được, vẫn chưa bắt được các bạn ơi. Vẫn chưa bắt được. Chết tớ, tớ đã bị dí rồi. Vẫn chưa bắt được. Các bạn ơi, tớ rất là nhanh. Ồ chết phỏng rồi. Hồi gọi này cũng vẫn chưa bắt được. Các bạn là người chạy cái xe màu hồng này thì nó rất là xe rất là nhỏ đây. Đạp một vòng hai vòng xe này thì bằng xe kia xe to đạp một vòng các nhá. Rồi. Chết tới rồi. Rồi. Gọi là đã bắt được tới nhá. Chạy mệt quá mà lại không chạy thêm. 1 phút 30 giây đã bắt được tới. Chết rồi, chết phòng rồi. Rồi các bạn ơi. 2 phút đã bắt được 2 người các bạn ơi. Rất là nhanh. Tôi nghĩ là Côn sẽ là người vô địch rồi. Bảo đây là một cái xe quanh. Bây giờ còn Hiếu à. Hiếu vào Tâm các bạn nhá. Cố lên, cố lên. Còn là Hiếu giờ toàn rong hết chạy hết. Cũng khó các bạn, rất là khó. Giờ mày cầm chạy xe là được em. Rồi. Rồi các bạn ơi, như là thời gian đã 2 phút rưỡi đã bắt được 3 người. Thật sự rất là nhanh các bạn ơi. Còn mỗi Tâm. Bây giờ còn duy nhất một mình Tâm nữa. Cố lên. Rồi. Tốt bạn ơi. Tâm lé rất là nhanh bạn ơi. Cố lên. Tâm ơi đúng rồi, em đúng bài đấy các bạn ơi. Rồi, em có chạy vòng tròn đấy, đừng. Tốt. Các bạn ơi, Tâm lượn rất là khéo các bạn nhá. Nhưng ở đây cả thật là chân rất là trơn nhỉ. Hòn này oảng thật rồi. Rồi. Chưa bắt được. Rồi. Ông bạn này. 3 phút 23 giây thì bắt được hết 4 người nhá. Như vậy là Côn thì là quá đẳng cấp rồi các bạn ơi. 3 phút 23 giây thì đã bắt được hết tất cả 4 người nhá. Thì tôi nghĩ là sẽ vô địch ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ là còn phòng nữa thôi. Trời. Thật chứ 4 thằng kia thì chạy cái gì. Lần này bắt đầu tôi mới ra tay này. Mấy vòng trước tôi giả vờ đi bắt trước để giữ sức rồi đấy. Các bạn ơi, đầu óc phải tính toán là. Ok, thì giờ đến sẽ đến lượt phòng đi bắt đấy các bạn nhá. Trong vòng 4 phút mày liệu săn được mấy thằng kia? 4 thằng rưỡi. Hả? 4 thằng rưỡi. Đừng làm buồn cười. Cháu có kinh nghiệm vượt Trường Sơn thì sợ cái gì? Các bạn ơi, tất cả mọi người đã trốn vào mỗi người một góc rồi. Phòng thì nó khác gì cái sào chọc ấy đâu. Đuổi thì tôi quả này tôi lừa cho nó thật ra bã luôn các bạn. Tôi nói thật với các bạn, thằng Phòng thì bao giờ mới đuổi được tôi. Tôi dám khẳng định không bao giờ bắt được tôi luôn. Anh Phòng thì người cao như cái xào, đi cái xe hồng, còn lùn tẹt thì đuổi được ai. Bây giờ Phòng sẽ có 4 phút nữa, sẵn sàng chưa? Rồi. Thời gian của Phòng bắt đầu. Rồi các bạn ơi, xem bây giờ Phòng sẽ là bắt ai đầu tiên các bạn nhá. Rồi, khả năng hay là tới oảng rồi các bạn ơi. Nhưng mà tới cũng là một người sức khỏe thể lực cũng rất là tốt các bạn nhá. Tôi nghĩ Phòng khả năng 4 phút không bắt được ai các bạn. Rồi, đúng 30 giây các bạn ơi. Phòng đã lừa mình. Đúng 30 giây thì Phòng đã bắt được tới các bạn nhá. Tiếp tục là sẽ bắt ai bây giờ? Rồi, sang ghét Hiếu sao các bạn ơi. Săn Hiếu tiếp theo các bạn nhá. Thì cái xe nhỏ này đạp thì nó rất là nhiều, mất rất là nhiều vòng. Cần nói em ơi. Em ơi, cẩn thận mất rồi. À, vẫn chưa bắt được. Các bạn ơi, thằng Hiếu nó rất là nhanh các bạn. Rồi. Chặn đầu, chiến thuật của Phòng nó chặn đầu các bạn ơi.
Cố lên, cố lên. Chết hiếu rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là 1 phút 30 giây đã bắt được thêm em Tâm nữa nhá các bạn nhá. Như vậy là phòng đã bắt được 2 người rồi. Để xem bây giờ là phòng có kịp thời gian để so với Côn không các bạn nhá. Đã bắt được 2 người, Tới và Tâm. Bây giờ là còn Hiếu và Côn nữa thì tôi nghĩ hai ông này thì rất là nhanh rồi. Rồi. Cả hai thằng Hiếu dậy nhanh lắm bạn ạ. Mới thằng này chạy nhanh quá bạn ơi. Tôi không có đuổi kịp chúng nó nữa. Thế bạn phải cầm theo cái máy quay. Rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là 3 phút 22 giây rồi nhá. Mình chạy lỗi thế nhỉ? 3 phút 22 giây rồi. Chặn đầu con là à đâu, 2 phút 22 giây các bạn ạ. Thời gian là đã trôi hết 3 phút rồi các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Tôi nghĩ là cứ đuổi vòng quanh như kia thì chắc không bắt được ạ. Rồi các bạn ơi, cô lại lòi ra đầu này. Bây giờ cái chơi chiến thuật chạy vòng quanh như này thì rất là khó đuổi nhá. Cậu nghe phải bứt tốc. Chơi chiến thuật khác đi phòng này. Đấy. Kìa cô lên. Vậy. Rất là khó bạn ơi. Thời gian là còn 20 giây nữa. Rồi. Tôi nghĩ là 20 giây nữa thì không thể làm kịp được rồi. Bạn này không kịp được rồi. Các bạn ơi, như vậy là trận chiến đuổi bắt bằng xe đạp ngày hôm nay thì Phương Hữu Côn đã là người giành chiến thắng với thời gian rất là nhanh, 3 phút 23 giây. Thì những người khác thì tôi không phải nói chuyện nữa. Đấy, thì bây giờ phần thưởng là 1 triệu đồng sẽ dành cho Côn, thì tôi sẽ ban kinh cho Phương Hữu Côn các bạn nhá. Các bạn là trời mưa này thì chúng anh em chúng tôi không mang theo tiền được. Thì đây là một cái map chơi cũng rất là hay. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Một lần cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.